chúng ta phải tin. Không thể tin là do bản thân không có thiện căn, là do nghiệp chướng của chính mình rất nặng. Nghiệp chướng nặng thì phải làm sao? Niệm Phật tiêu nghiệp chướng, đừng làm việc gì khác. Pháp môn khác không thù thắng như niệm Phật, không cứu cánh bằng niệm Phật, không triệt để như niệm Phật. Nhất định phải tin công đức của Phật hiệu là bậc nhất, chẳng có gì so sánh được. Kinh gì, chú gì, phương pháp gì cũng không sánh bằng câu Phật hiệu này. Trước khi Thầy Lý Vãng Sanh đã nói với chúng tôi, thế giới loạn rồi, Phật Bồ Tát thần tiên có hạ phàm cũng không cứu được. Nói với học trò chúng tôi một câu, con đường sống duy nhất của các trò chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là di ngôn cuối cùng khi Thầy Lý lâm chung dặn dò những học trò như chúng tôi, khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Hãy nhớ khi nói chuyện đừng phê bình người khác, tránh rước họa vào thân. Đừng nói, khéo giữ khẩu nghiệp Thế Tôn nói đến việc này trong rất nhiều kinh luận đại thừa. Thứ tự được sắp xếp đều là thân khẩu ý. Chỉ riêng trong kinh này, cách sắp xếp của Ngài đảo ngược lại thứ tự rồi. Thứ nhất là khẩu nghiệp, dễ phạm nhất. Thứ hai là thân nghiệp. Thứ ba là ý nghiệp. Không giống như lúc trước y theo thứ tự sắp xếp ba nghiệp thân khẩu ý như vậy. Thay đổi phương thức tất nhiên là có dụng ý. Chúng ta không thể xem nhẹ, không thể xem thường. Đó có nghĩa là khẩu nghiệp là dễ phạm nhất. Quan sát kỹ lưỡng những tai họa do con người đem đến, đại đa số đều là nói lời không cẩn thận đắc tội người khác. Đắc tội người này, người này muốn lấy mạng của quý vị, muốn đưa quý vị vào chỗ chết, quý vị phải làm sao? Quý vị ở chỗ sáng, họ ở chỗ tối, chẳng thể phòng thủ. Cho nên ba câu nói này của Thế Tôn quan trọng. Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Khéo giữ thân nghiệp, không mất luật nghi. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Tâm địa, dùng tâm, phải giống như trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác mà không mê. Dùng tâm như vậy là không sai. Tất cả thiện đều là từ trong không tham, không sân, không si mà sanh ra, cho nên gọi là ba thiện căn. Đối với pháp thế gian và xuất thế gian, không chỉ với pháp thế gian không tham, không sân, không si, mà đối với pháp xuất thế gian cũng như vậy. Pháp xuất thế gian quá nhiều, kinh điển của Phật quá phong phú. Hôm nay muốn sách này, ngày mai muốn sách khác, tâm của quý vị là tán loạn, tâm của quý vị không thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh, công phu của quý vị không thể thành tựu. Công phu không thể thành tựu thì quý vị không tiêu nổi nghiệp chướng. Nghiệp chướng làm cách nào tiêu trừ? Tâm thanh tịnh liền tiêu trừ. Đừng để những ác nghiệp, thiện nghiệp đã tạo, ngay cả thiện nghiệp cũng bao gồm chung, đều không để trong tâm. Trong tâm chỉ để A Di Đà Phật, nhất định có thể tiêu nghiệp chứ. Còn có tạp niệm, vẫn có vọng tưởng thì không tiêu được.
buông xả hết vọng tưởng tạp niệm, chỉ có một câu Phật hiệu. Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Lão Hòa Thượng Hải Khánh, Hòa Thượng Lão Đức, giống như mẹ của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, những vị này trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu. Ngoài một câu Phật hiệu ra thì không có gì cả. Bất luận là ở nơi nào, bất luận là thấy người như thế nào, người thiện, người ác, Ngài đều mỉm cười tiếp đón người khác, không hề phê bình người khác, không hề oán hận người khác. Ngài tự tại biết mấy, Ngài vui vẻ biết bao. Đây gọi là pháp hỷ sung mãn. Thời gian chúng ta lưu chuyển, trong lục đạo đã bao lâu rồi? Quá khứ vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp, quá dài rồi, chẳng thể không biết điều này. Sau đó quý vị mới hiểu được gặp được Phật pháp khó khăn biết mấy. Thật sự là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Được thân người nghe Phật pháp là may mắn lớn, không có điều nào may mắn hơn điều này. Quý vị có cơ hội giải thoát rồi. Cơ hội chính là trong một sát na này. Một sát na này chính là trong một đời của chúng ta. Một đời là một sát na. Quý vị nắm chắc rồi, quý vị đến thế giới cực lạc rồi, mãi mãi thoát khỏi lục đạo luân hồi. Quý vị không đi được, vẫn muốn tiếp tục luân hồi, cũng không biết là phải luân hồi bao lâu. Vô cùng vô cùng khủng khiếp, cực kỳ đáng sợ. Chẳng thể không biết điều này. Đây chính là cúng dường chư Phật, nghe kinh, nghe pháp trong mười phương thế giới. Còn trong thế giới của mỗi vị Phật, chúng ta đã từng ở đó, đều có người hữu duyên. Những người hữu duyên vẫn chưa thành tựu, vẫn lưu chuyển trong lục đạo. Ta đến giúp họ, đến dạy bảo họ, giúp họ khai ngộ, giúp họ quay đầu, giúp họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thật sự làm được là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Đến thế giới cực lạc làm việc này, ngoài việc này ra không có việc gì để làm. Bất luận chúng sanh rơi vào đường nào, quý vị đều nhìn thấy, quý vị đều biết được. Quá khứ tôi có quan hệ gì với họ, hiện nay duyên chín mùi rồi, tôi lại gặp được họ rồi, tôi phải làm thế nào giúp họ, làm sao cứu họ thoát khỏi biển khổ. Vì vậy lục đạo luân hồi gọi là cứu cánh khổ, giúp người khác lìa khổ, không thể giúp họ ra khỏi lục đạo. Đó chính là quý vị giúp không được cứu cánh, nhất định phải giúp họ thoát khỏi lục đạo luân hồi, thoát khỏi mười pháp giới, thì gọi là giúp đỡ cứu cánh. Vãng sanh đến thế giới cực lạc là cứu cánh vui, mãi mãi lìa khổ rồi, đến đâu để tìm pháp môn này chứ? Chúng ta phải tin. Không thể tin là do bản thân không có thiện căn, là do nghiệp chướng của chính mình rất nặng. Nghiệp chướng nặng thì phải làm sao? Niệm Phật tiêu nghiệp chướng, đừng làm việc gì khác. Pháp môn khác không thù thắng như niệm Phật, không cứu cánh bằng niệm Phật, không triệt để như niệm Phật. Nhất định phải tin. Công đức của Phật hiệu là bậc nhất, chẳng có gì so sánh được. Kinh gì, chú gì, phương pháp gì cũng không sánh bằng câu Phật hiệu này.
Nếu quý vị hỏi tôi mất 30 năm rồi tôi mới tiếp nhận, tôi mới tin. Tôi học Phật đến nay đã 67 năm, 26 tuổi học Phật. Ba mươi năm đầu tôi không tiếp nhận, tôi nghi ngờ. Thực sự làm rõ, làm sáng tỏ rồi, tôi hiểu rõ từ đâu? Từ kinh giáo, từ kinh đại thừa. Đại kinh, đại luận, tôi hiểu rõ từ đây. Hiểu rõ rồi, mau chóng quay đầu. Vì sao vậy? Bởi không quay đầu thì không kịp nữa. Thọ mạng được kéo dài là được Phật lực gia trì. Người đầu tiên nhắc nhở tôi là một vị lạc ma Cam Châu của Tạng truyền chúng ta. Cam Châu Nhĩ Hỏa, Ngài vãng sanh rồi. Ngài cũng là học trò của Đại sư Chuyên Gia, là lão học trưởng của chúng tôi, lớn hơn tôi mười mấy tuổi. Tôi 26 tuổi, Ngài khoảng hơn 40 tuổi, lớn hơn tôi gần 20 tuổi. Ngài nói với tôi, thọ mạng được kéo dài rồi, Phật giúp thầy kéo dài. Tôi không cầu thọ mạng. Là thật, không phải giả. Tôi hoàn toàn tiếp nhận. Trong mạng không có phước báo. Chiếu theo bát tự của tôi để đoán mệnh. Mệnh của tôi là mệnh an sinh. Cho dù cũng có một chút trí huệ, nhưng thọ mạng ngắn, không có phước báo. Có lẽ là trong đời quá khứ đã tu một chút pháp bố thí, cho nên cũng có một chút thông minh trí huệ. Làm rõ ràng, sáng tỏ rồi thì thật là không giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, sư phụ vừa nói thì Ngài hoàn toàn tiếp nhận. Thật thà nghe lời, thật làm. Tôi thật thà nghe lời nhưng không thật làm. Chính mình nhất định phải làm cho rõ, làm sáng tỏ, tôi mới thật làm. Cho nên đã lãng phí thời gian 30 năm. Nếu như tôi mới đầu thật sự theo Đại sư Chuyên Gia, hoặc là theo Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam dạy tôi pháp môn Tịnh Độ, tôi liền thật làm, thì trình độ của tôi không chỉ như bây giờ. Vô cùng đáng tiếc, rất yêu thích kinh luận, đặc biệt là Đại Kinh Đại Luận, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa của Đại Thừa, Pháp Tướng Duy Thức, Tánh Tông, đều là những kinh luận tôi rất ngưỡng mộ, vô cùng yêu thích. Đã dùng không ít thời gian vào những kinh luận này. Tất nhiên cũng không thể nói là uổng phí. Nếu không có nền tảng này thì tôi đọc không hiểu kinh điển Tịnh Tông. Dùng những nền tảng này để học tập kinh điển Tịnh Tông không còn chướng ngại nữa. Phần trước kinh này đã đọc qua. Thế Tôn nói ba điều chân thật. Thứ nhất là bờ mé chân thật.
Bờ mé chân thật chính là chân như bản tánh. Đây là điều chân thật thứ nhất. Thứ hai là trí huệ chân thật. Thứ ba là lợi ích chân thật. Thế thì còn gì bằng? Lợi ích này, nói đến lợi ích nhỏ, quý vị biết được tu thân dưỡng tánh. Nói đến lợi ích lớn, tề gia trị quốc bình thiên hạ là pháp thế gian. Quý vị có trí huệ này, còn pháp xuất thế gian, thông tông thông giáo, hiển mật viên dung. Nếu như trở về tịnh độ, nhất định một đời chứng đắc cứu cánh viên mãn. Thế thì còn gì bằng? Quá thù thắng. Tiếp theo nói tính nhạo. Tính là không hoài nghi, nhạo là yêu thích, vô cùng hoan hỷ. Trong Phật pháp nói là pháp hỷ sung mãn. Tinh và vâng theo pháp đã nghe, đây chính là pháp tính nguyện trì danh vãng sanh tịnh độ. Mà yêu thích pháp đó, quý vị tin tưởng, không nghi ngờ, quý vị có thể vâng theo, nghiêm túc tu học. Câu nói phía sau hay, tức là tính tâm hoan hỷ. Có tính tâm hoan hỷ, chẳng có người nào không thành tựu. Ba vị thánh ở chùa Lai Phật, đây là tôi nói. Có người cho rằng mẹ của lão hòa thượng Hải Hiền chưa từng đến ở chùa Lai Phật. Vậy thì chùa Lai Phật chỉ có hai vị thánh, không thể tính thêm bà. Chúng ta cần gì tính toán chi ly như thế? Chúng tôi lấy lão hòa thượng Hải Hiền làm trung tâm. Mẹ của ngài cũng giống như ngài, không được đi học, không biết chữ, chỉ một câu A Di Đà Phật đã niệm một đời. Từ nhỏ thì bà đã ăn chay niệm Phật, 86 tuổi vãng sanh, ra đi siêu diêu tự tại như thế. Làm cho người khác ngưỡng mộ. Cho nên sách Lai Phật Tam Thánh Vĩnh Tư Tập phải đọc nhiều lần. Nếu đọc 10 lần, 20 lần thì nghiện rồi, muốn ngừng cũng không được. Thật sự được thọ dụng. Càng đọc càng hoan hỷ, nhất định có thể giúp quý vị đời này viên mãn thành Phật. Trước khi thầy Lý Vãng Sanh đã nói với chúng tôi, thế giới loạn rồi, Phật Bồ Tát thần tiên có hạ phàm cũng không cứu được. Nói với học trò chúng tôi một câu, con đường sống duy nhất của các trò chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là di ngôn cuối cùng khi thầy Lý lâm chung dặn dò những học trò như chúng tôi. Khi thầy nói lời này thì thế giới này vẫn không tệ, tôi đi công tác cũng rất yên tâm. Hiện nay càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng không yên tâm.
Làm sao đây? Câu Phật hiệu này không thể gián đoạn. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. Trên sự thì tất cả đều tùy duyên. Nếu như gặp được rồi, hoan hỷ. Vì sao vậy? Chúng ta đến thế giới cực lạc rồi. Mười niệm sắc vãng sanh giúp chúng ta hóa giải tai nạn này. Tâm của chúng ta niệm niệm đều cầu sanh tịnh độ, bị người khác giết hại vô cớ, tốt, hoan hỷ, tôi đến thế giới cực lạc rồi, không oán hận. Như vậy là chính xác. Có thể vãng sanh không? Nhất định được vãng sanh. Điều này có ích đối với người tin sâu, không nghi tịnh tâm, có lợi ích lớn. Chúng ta đọc đoạn sau thêm một lần. Tâm mong mỏi, yêu thích, tâm hoan hỷ, vui mừng, chúng ta thường có. Tâm này không gián đoạn, thường có, hoan hỷ. Dùng tâm như vậy để tin, để yêu thích. Và lại trong tâm chúng ta thật sự có sự chuẩn bị này, mọi lúc mọi nơi đều có thể vãng sanh. Đối với thế gian này, tất cả đều tùy duyên mà không phai duyên. Pháp hỷ sung mãn, vui vẻ, hạnh phúc. Cho nên gọi là chí tâm tín nhạo. Đây là giải thích câu này trong kinh văn. Thiện căn, tất cả thiện căn. Thiện căn là ba nghiệp thiện: thân, khẩu, ý, kiên cố chẳng thể nhổ bỏ. Đây gọi là gốc rễ. Nó bén rễ rồi. Ba nghiệp thân khẩu ý. Kinh văn phần sau ở phẩm thứ 8 nói đến: khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Hãy nhớ khi nói chuyện đừng phê bình người khác, tránh rước họa vào thân. Đừng nói, khéo giữ khẩu nghiệp Thế Tôn nói đến việc này trong rất nhiều kinh luận đại thừa. Thứ tự được sắp xếp đều là thân khẩu ý. Chỉ riêng trong kinh này, cách sắp xếp của Ngài đảo ngược lại thứ tự rồi. Thứ nhất là khẩu nghiệp dễ phạm nhất, thứ hai là thân nghiệp, thứ ba là ý nghiệp. Không giống như lúc trước y theo thứ tự sắp xếp ba nghiệp thân khẩu ý như vậy. Thay đổi phương thức tất nhiên là có dụng ý. Chúng ta không thể xem nhẹ, không thể xem thường. Đó có nghĩa là khẩu nghiệp là dễ phạm nhất. Quan sát kỹ lưỡng những tai họa do con người đem đến, đại đa số đều là nói lời không cẩn thận đắc tội người khác. Đắc tội người này, người này muốn lấy mạng của quý vị, muốn đưa quý vị vào chỗ chết, quý vị phải làm sao? Quý vị ở chỗ sáng, họ ở chỗ tối, chẳng thể phòng thủ. Cho nên ba câu nói này của Thế Tôn quan trọng. Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Khéo giữ thân nghiệp, không mất luật nghi. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Tâm địa, dùng tâm phải giống như trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói: tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác mà không mê. Dùng tâm như vậy là không sai.
Thân có ba nghiệp thiện, không sát sanh. Không trộm cướp, không tà dâm. Con người không làm chuyện trái với lương tâm thì quỷ thần sẽ phù hộ quý vị. Con người làm chuyện trái với lương tâm, hiện nay tà ma ngoại đạo nhiều. Ở ngay trước mắt, tuyệt đối không thể làm chuyện trái với lương tâm. Ý nghiệp không tham, không sân, không si. Ở thế gian này tùy duyên không phan duyên. Việc có ích cho chúng sanh, có duyên thì làm, tận tâm tận lực mà làm. Không có duyên thì không đi tìm, đừng đi phan duyên. Tâm luôn luôn định, luôn luôn tỉnh. Vì vậy ba nghiệp thiện kiên cố chẳng thể nhổ bỏ. Lại nữa, thiện có thể sanh ra kết quả thù thắng, sanh ra các thiện khác, cho nên gọi đó là thiện căn. Tất cả thiện đều là từ trong không tham, không sân, không si mà sanh ra, cho nên gọi là ba thiện căn. Đối với pháp thế gian và xuất thế gian, không chỉ với pháp thế gian không tham, không sân, không si, mà đối với pháp xuất thế gian cũng như vậy. Pháp xuất thế gian quá nhiều, kinh điển của Phật quá phong phú. Hôm nay muốn sách này, ngày mai muốn sách khác, tâm của quý vị là tán loạn, tâm của quý vị không thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh, công phu của quý vị không thể thành tựu. Công phu không thể thành tựu thì quý vị không tiêu nổi nghiệp chướng. Nghiệp chướng làm cách nào tiêu trừ? Tâm thanh tịnh liền tiêu trừ. Đừng để những ác nghiệp, thiện nghiệp đã tạo, ngay cả thiện nghiệp cũng bao gồm chung, đều không để trong tâm. Trong tâm chỉ để A Di Đà Phật, nhất định có thể tiêu nghiệp chướng. Còn có tạp niệm, vẫn có vọng tưởng thì không tiêu được. Buông xả hết vọng tưởng tạp niệm, chỉ có một câu Phật hiệu. Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Lão Hòa Thượng Hải Khánh, Hòa Thượng Lão Đức, giống như mẹ của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, những vị này trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu. Ngoài một câu Phật hiệu ra thì không có gì cả. Bất luận là ở nơi nào, bất luận là thấy người như thế nào, người thiện, người ác, Ngài đều mỉm cười tiếp đón người khác, không hề phê bình người khác, không hề oán hận người khác. Ngài tự tại biết mấy, Ngài vui vẻ biết bao. Đây gọi là pháp hỷ sung mãn. Tiếp theo là tâm tâm. Tâm tâm hồi hướng. Tâm tâm là tâm thuần nhất. Tâm tịnh niệm tiếp nối, chính là một câu, tiếp nối một câu Phật hiệu. Tất cả mọi lúc, tất cả mọi nơi đều không gián đoạn, không cần lên tiếng, niệm thầm trong tâm là được. Có lúc có thể dùng kim can trì miệng động nhưng không lên tiếng. Nhiều năm như vậy, tôi ở Đài Loan chỉ gặp được một vị đại sư chuyên gia. Tôi theo Ngài 3 năm. Bất luận vào lúc nào, bất luận ở nơi đâu, lão nhân gia Ngài đều trì chú. Ngài không niệm Phật, Ngài niệm chú, không gián đoạn. Quý vị mới hiểu được tâm Ngài tĩnh lặng biết mấy. Tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ,
trong tâm có tạp niệm thì sanh phiền não. Quý vị liền hiểu được người tu hành chỉ sanh trí huệ, không sanh phiền não. Cho nên tịnh niệm tiếp nối, đừng có tạp niệm tiếp nối. Đây là công phu. Cho nên hồi hướng nhất định phải biết. Người niệm Phật chỉ có một nguyện vọng, niệm niệm cầu sanh thế giới cực lạc là đúng rồi. Tuyệt đối đừng mưu cầu ở thế gian, vậy thì lại tiếp tục tạo lục đạo luân hồi rồi. Việc thế gian ác thì phải đoạn, thiện thì có thể tùy duyên. Tùy duyên nhưng không để trong tâm. Vì sao vậy? Để trong tâm tương lai sanh vào ba đường thiện. Không để trong tâm thì sẽ không sanh vào ba đường thiện, liền xuất ly lục đạo luân hồi. Không chỉ là phải buông bỏ sự giàu sang ở thế gian, trong tâm phải loại bỏ hoàn toàn sự giàu sang trên trời. Niềm vui của người trời cũng phải buông bỏ, không có chút tham luyến nào. Một lòng chỉ nghĩ đến thế giới cực lạc, chỉ nghĩ đến thân cận A Di Đà Phật thì đúng rồi. Tâm này phải kiên cố. Mỗi phút mỗi giây đều khảo nghiệm bản thân. Khảo nghiệm bản thân điều gì? Câu Phật hiệu này có phải là niệm một câu tiếp theo một câu không? Không thể đánh mất Phật hiệu, không thể quên đi Phật hiệu. Ban đầu thường đánh mất, thường hay quên. Không sao, đừng sợ. Nhớ đến thì mau chóng niệm tiếp. Tương lai công phu sâu rồi, niệm thành thói quen rồi, tự nhiên sẽ không gián đoạn. Vẫn phải 2-3 năm, đừng gấp gáp. Hiện nay trái đất này không an định, phải cố gắng, cũng đừng sợ hãi. Chúng ta niệm niệm cầu sanh tịnh độ, sợ gì chứ? Niệm niệm nương tựa A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là người bảo hộ của chúng ta. Mục tiêu cuối cùng của hồi hướng chính là nguyện vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Vậy thì phải học. Lão Hòa Thượng Hải Hiền niệm Phật không gián đoạn. Quả nhiên thật sự không gián đoạn. Miệng niệm gián đoạn cũng không sao, trong tâm không thể gián đoạn. Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói: nhớ Phật, niệm Phật. Nhớ là trong tâm có Phật, trong tâm nghĩ đến Phật. Niệm là miệng niệm Phật, tâm chúng ta phải niệm. Miệng không niệm cũng không sao, trong tâm luôn niệm Phật, luôn nghĩ Phật. Không chừng lúc nào đó quý vị có thể nhìn thấy Phật quang. Nhìn thấy Phật quang, nguyện tâm vãng sanh của quý vị kiên định rồi. Quý vị niệm Phật sẽ không thay đổi.
Niệm Phật sợ nhất là tạp tu. Họ không thể chuyên nhất. Nhìn thấy kinh giáo thì muốn mở ra xem, muốn học tập. Nhìn thấy người tham thiền thì thích thiền. Nhìn thấy người trì giới thì cũng muốn đắp y trì bát. Có tốt không? Tốt. Có thể vãng sanh không? Không thể vãng sanh. Vì sao vậy? Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay. Thực sự vãng sanh cần phải tín nguyện trì danh. Công phu phải chuyên nhất. Chuyên nhất thì được vãng sanh. Không thể chuyên nhất thì không thể vãng sanh. Chúng ta tạp tu, pháp môn gì cũng muốn học. Thậm chí đối với kinh điển ngoại đạo, những sách của thế tục, cũng muốn học, cũng muốn xem. Không nghĩ đến lời Phật đã dạy chúng ta trong Kinh Kim Cang: pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Pháp là gì? Phật pháp. Buông xả hết 84.000 pháp môn, nhất hướng chuyên niệm. Trong kinh này Phật đã chỉ dạy cho chúng ta tu tịnh độ như thế nào. Phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Phải nhớ kỹ chữ chuyên đó, không thể xen tạp. Nghiệp chướng của ta rất nặng, ta không thể chuyên tu. Ta tu pháp sám hối có được không? Sai rồi. Quý vị muốn tu pháp sám hối thì niệm Phật là tu tốt nhất. Pháp sư Từ Vân Quán Đảnh trong niên hiệu Càn Long thời Tiền Thanh, ngài là đại đức của thời đó. Giảng kinh dạy học rất nhiều tác phẩm. Vạn Tục Tạng của Nhật Bản đã thu nạp hơn 20 tác phẩm của ngài. Trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh Trực Chỉ Sớ, ngài nói với chúng ta: tội nghiệp của chúng ta thật sự quá nặng. Tìm những kinh sám này trong Đại Tạng Kinh, bất luận là Hiển Giáo, Mật Giáo, đều không khởi tác dụng. Quý vị phải làm sao? Pháp sư Quán Đảnh nói với chúng ta, cuối cùng vẫn còn một pháp có thể giúp quý vị sám trừ tội nghiệp sâu nặng. Pháp gì vậy? Chuyên niệm A-di-đà Phật. Đây là một vị đại pháp sư thông tông thông giáo, hiển mật viên dung, không có ai chú giải thần chú Lăng Nghiêm. Trong chú giải kinh Lăng Nghiêm của ngài cũng chú giải cả thần chú Lăng Nghiêm, chỉ có một mình ngài chứ không có ai chú giải thần chú Lăng Nghiêm. Quý vị xem ngài dạy chúng ta chuyên niệm A Di Đà Phật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thường nói khẩu đầu thiền của lão Hòa Thượng
Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ tâm không chuyên. Đây là thật, không giả chút nào. Vấn đề của chúng ta toàn nằm ở chỗ không thể chuyên tâm. Nhất tâm không chỉ nhị dụng, vận dụng quá nhiều việc. Thì tinh thần của chúng ta không thể tập trung, ý niệm không thể tập trung, đều là do vọng tưởng tạp niệm quá nhiều, cho nên công phu không đắc lực. Biết, rất nhiều người biết, nhưng không thể quay đầu. Người xưa có câu nói, tâm sanh tử không tha thiết. Câu này nói quá hay. Thật vậy, chúng ta không nhìn nhận rõ sanh tử. Đến khi lâm chung, vẫn theo nghiệp lưu chuyển, quên mất vãng sanh thế giới cực lạc rồi. Điều này mới đáng sợ. Trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, niệm niệm cũng phải cầu sanh tịnh độ, hình thành thói quen, thì giải quyết được vấn đề này. Không hình thành thói quen là không được. Đại sư Ấn Quang là tổ sư thời gần nhất với chúng ta. Ngài bế quan niệm Phật. Tôi đã đến xem quan phòng của Ngài. Vô cùng đơn giản. Đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Chỉ thờ một tượng A-di-đà Phật. Tượng không cao lớn lắm. Trong ấn tượng của tôi là khoảng hơn 1 mét. Tượng gỗ. Một cái bàn vuông nhỏ. Một cặp đèn cầy. Một cái lư hương. Một cái khánh. Một cái mỏ. Cúng một ly nước. Ngoài ra thì không còn nữa. Vô cùng đơn giản. Sau tượng Phật đã viết một chữ rất to, là chữ chết, do Ngài tự viết. Đây chính là sanh tử sự đại mà người xưa thường nói. Ngài vừa ngước mắt lên nhìn tượng Phật, đằng sau là chữ chết rất lớn, nhắc nhở chính mình. Chết rồi phải làm sao? Nếu không phải A-di-đà Phật tiếp dẫn quý vị, thì đến ba đường ác rồi. Tu hành cả đời, đời sau được thân người. Hình như đó là lẽ đương nhiên, nhưng không hẳn vậy. Vì sao? Bản thân chúng ta điềm tĩnh, hồi quan phản chiếu, ngẫm nghĩ lại chính mình. Danh nghĩa là đang học Phật, rốt cuộc học được điều gì? Không buông bỏ tự tư tự lợi, không buông bỏ khẩu nghiệp, không buông bỏ thân nghiệp, cũng không buông bỏ ý nghiệp. Dùng 10 điều trong thập thiện nghiệp
nghiêm túc mà suy nghĩ. Chúng ta sẽ phát hiện bản thân không đủ tư cách. Chúng ta đang tạo nghiệp. Thân tạo nghiệp, miệng tạo nghiệp. Miệng dễ tạo nghiệp nhất. Ý thì tham sân si mạn nghi. Bao nhiêu người tự mình tạo nghiệp mà chính mình cũng không biết. Vì sao vậy? Bởi hình thành thói quen rồi. Trong sinh hoạt hàng ngày, cho rằng điều tôi làm là đương nhiên. Con người tôi là như vậy, không chịu nghiêm túc sửa đổi bản thân. Sau cùng ai thiệt thòi? Bản thân mình thiệt thòi. Vì vậy, đây là Pháp Sư Quán Đảnh nói. Ngài chú giải chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông. Tôi đã báo cáo với quý vị. Trước đây khi tôi giảng kinh văn, trong chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông, chính là dùng chú giải của Ngài. Trang cuối cùng trong chú giải của Ngài nêu ra cho chúng ta làm tham khảo. Người niệm Phật có 100 loại quả báo. Điều thứ nhất chính là địa ngục vô gián. Lúc đó tôi ở Đài Trung theo thầy học kinh giáo. Tôi không hiểu câu này. Người niệm Phật cho dù có lỗi lầm thì cũng không đến nỗi đọa địa ngục vô gián. Sao lại nghiêm trọng như vậy? Tôi cầm theo quyển sách này đến gặp thầy Lý, thỉnh giáo thầy Lý. Thầy Lý vừa thấy liền nói: đây là việc lớn, tôi không thể giảng cho một mình thầy nghe. Khi tôi giảng kinh, phải giảng cho mọi người cùng nghe. Tôi đợi đến khi thầy giảng kinh. Thật vậy, thầy giảng cho mọi người. Đại sư viết điều đầu tiên là đọa địa ngục. Điều sau cùng là vãng sanh thượng thượng phẩm của thế giới cực lạc. Những sự khác biệt trong đó đều là do không có được sự chuyên tâm, vọng tưởng quá nhiều, tạp niệm quá nhiều. Từ sáng đến tối, miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn. Tán loạn cũng không nói, tâm tán loạn tạo nghiệp. Nghiệp mình tạo cũng không biết, tổn người lợi mình. Còn có tổn người không lợi mình. Không sửa đổi tập khí làm sao được? Phải làm sao mới như pháp? Chính là tấm gương mà Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã làm cho chúng ta xem. Mọi lúc mọi nơi, cũng không quên câu Phật hiệu này. Vậy thì đúng rồi. Ý niệm của tôi vừa khởi chính là A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra thì không có tạp niệm.
Có việc thì làm việc. Có người đến thỉnh giáo quý vị, quý vị có thể khuyên bảo họ niệm Phật, khuyên họ đoạn ác tu thiện. Xong rồi, lại đề khởi Phật hiệu. Chưa từng bỏ quên một câu. Là người chân thật niệm Phật. Không phải người niệm Phật như vậy, làm sao không có lỗi lầm? Lỗi lầm rất nhiều. Không có khả năng hàng phục phiền não tập khí. Cũng tức là thường xuyên gián đoạn Phật hiệu. Thường xuyên quên mất. Vẫn luôn nghĩ đến những tạp niệm đó. Việc này phiền phức. Chẳng thể không cảnh giác điều này. Vì vậy, chúng ta thấy tượng Phật giống như thấy Phật thật. Nghe được Phật hiệu cũng nghe được Phật thật. Tâm chân thành, tâm cung kính, tâm thanh tịnh có thể sanh khởi. Từ sáng đến tối, luôn luôn giữ gìn. Buổi tối đi ngủ, nằm mộng thì quên rồi. Vì sao nằm mộng không niệm Phật? Cảnh mộng đối với người tu hành mà nói là sự cảnh giác rất lớn. Vì sao lại nằm mộng? Nhà khoa học nói đó là do vọng tưởng trong tiềm thức. Trong Phật Pháp nói là chủng tử tập khí của A-lại gia khởi hiện hành. Chúng ta làm sao có thể niệm Phật đến mức nằm mộng cũng niệm Phật? Chứng minh tâm của quý vị chuyên nhất rồi. Người như vậy chắc chắn vãng sanh. Đây là người chân thật niệm Phật. Tùy duyên đối với những việc ở thế gian, thuận theo nó đi. Đừng quan tâm đến. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Nếu quý vị hiểu rõ ràng, hiểu thấu suốt thì quý vị không vãng sanh không được. Tuyệt đối sẽ không có một ý niệm nào nghĩ đến nơi khác. Không thể nào. Sẽ không có một ý niệm nào muốn tu pháp môn khác. Quý vị một lòng một dạ, giống như lão hòa thượng Ái Hiền vậy, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Bắt đầu từ bây giờ ta niệm Phật đến khi ta vãng sanh. Không còn vọng niệm thứ hai nữa. Vậy thì quý vị chuyên, quý vị nhất rồi. Bản kinh này của chúng ta nói nhất hướng chuyên niệm. Quý vị xem có nhất, có chuyên. Hai chữ này là chữ then chốt. Phải nhất tâm, phải chuyên niệm. Buông xả tất cả. Hôm trước có vị đồng học đến hỏi tôi. Anh ấy tham gia giới đàn thọ giới ở Hồng Kông lần này. Giới đàn sư phụ khuyên anh ấy nên tu pháp chim sát sáng. Anh ấy đến hỏi tôi. Tôi nói pháp chim sát sám bao hàm ở trong một câu Phật hiệu. Anh niệm câu Phật hiệu này là tu cả pháp chim sát sám rồi.
Anh ấy liền hiểu. Không thể thấy pháp này thì học pháp này, thấy pháp kia thì học pháp kia. Vậy thì quý vị loạn rồi. Quý vị từ bỏ thế giới cực lạc rồi. Pháp chim sắc xám là giảng cho ai? Không phải giảng cho người niệm Phật chúng ta. Không phải giảng cho người cầu sanh tịnh độ. Họ không muốn tu tịnh độ, cũng không muốn vãng sanh thế giới cực lạc. Tu pháp đó tốt, giúp quý vị sám tội. Phải biết rằng niệm A Di Đà Phật, mỗi tiếng niệm đều sám trừ nghiệp chướng từ vô thủy. Pháp này tốt biết mấy, không thể tiếp tục đổi. Đổi pháp tu thì sai rồi. Không thể học pháp môn này lại muốn học pháp môn khác, vậy thì thua rồi. Phải học Thiện Tài Đồng Tử. 53 lần tham vấn của Thiện Tài Đồng Tử, quý vị xem, thầy truyền dạy cho ngài pháp môn niệm Phật là Tỳ Kheo Kiết Tường Vân. 53 lần tham vấn của Thiện Tài Đồng Tử, tham vấn Tỳ Kheo Kiết Tường Vân đầu tiên, pháp môn niệm Phật, ngài chỉ niệm một câu Phật hiệu đến cùng, cả đời không thay đổi. Ngài tham vấn rất nhiều pháp môn, trong đó còn có 51 vị đến nghe và tham vấn. 51 vị tham vấn như thế nào? Hiểu rõ rồi. Pháp môn của các vị tôi hiểu rõ rồi, tôi cảm tạ các vị, tôi không học. Vẫn là niệm A-di-đà Phật. 53 lần tham vấn, Thiện Tài Đồng Tử chỉ niệm một câu A-di-đà Phật đến cùng. Niệm đến sau cùng, Thập Đại Nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ Tát chỉ dẫn về cực lạc, ngài viên mãn thành tựu rồi. Ngài không phải tham vấn một pháp môn thì học một pháp môn, tham vấn thêm một pháp môn lại học thêm một pháp môn, vậy thì ngài học loạn rồi. Tấm gương này được xây dựng ở nơi đó, chúng ta chẳng thể không biết. Thiện Tài Đồng Tử thành Phật là tính nguyện trì danh, vãng sanh thế giới cực lạc thành Phật. 53 lần tham vấn là làm tấm gương cho chúng ta thấy có thể học theo không? Có thể, đến tùy hỷ một chút, xem các vị tu pháp môn gì. Pháp môn chủ tu của chính mình thì như như bất động, gọi là luyến đức lễ từ. Tôi yêu thích pháp môn đó, tán thán, bởi vì pháp môn đó độ một hạng chúng sanh. Tùy hỷ tán thán, nhưng không học. Vẫn là một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Không thấy Thiện Tài Đồng Tử tham vấn một pháp thì học một pháp, không có. Vậy vì sao ngài phải tham vấn? Cho chúng ta xem. Sợ chúng ta tham vấn một pháp thì học một pháp, tham vấn hai pháp thì học hai pháp, kết quả là học loạn cả lên. Làm tấm gương cho chúng ta, nhất định phải hiểu đạo lý này, nếu không thì hủy hoại đại thừa mất. Kinh Kim Cang chứng minh cho chúng ta, pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Có thể học pháp, có thể nghe, có thể học, nhưng không cần tu. Nói ra thì pháp nào quý vị cũng biết, nhưng khi tu, tôi thâm nhập một môn. Đây là điều chẳng thể không biết. Biết bao nhiêu người không hiểu đạo lý này, học rất nhiều pháp môn, kết quả là một môn cũng không thành tựu. Chúng ta phải chú ý đến những điều này. Tiếp theo, ngài Trừng Hiến lại nói, người tu hành đạo Phật, tử ma là nỗi lo sợ. Sinh tử gián cách là căn nguyên của nhân duyên thoái chuyển. Phải cảnh giác với câu nói này, thật vậy.
Phật vô cùng xem trọng sự việc này. Có ai đảm bảo? Ngày mai quý vị vẫn còn ở nhân gian không? Năm sau còn ở nhân gian không? Không đáng tin cậy. Trong kinh nói với chúng ta, mạng người chỉ trong hơi thở, một hơi không hít vào thì đời này kết thúc rồi. Đi đến đâu? Bản thân không biết. Mê hoặc điên đảo. Cho nên mới xem ba đường ác là đường thiện. Nếu họ biết là đường ác, sao đến đó được? Họ không biết. Sau khi vào rồi, không ra khỏi. Càng mê càng sâu. Tạo tác tội nghiệp chính là khởi tâm động niệm càng ngày càng nghiêm trọng, vô cùng đáng sợ. Đây là căn nguyên của thoái chuyển đọa lạc. Sau khi chết thì rơi sâu ngàn trượng. Yeah.